đang đứng ở giữa cánh đồng. À, không phải, đây đứng là nhà hàng Anikrio. Hôm nay đến đây là có một bữa tiệc. Yeah. 5 giờ, thế là ai nhưng mà mình chân tổ một tí. Ok. Quay cảnh này lâu lâu ấy đi, hôm nay là dịp đặc biệt đấy. Lễ đính hôn nha, lễ đính hôn trên này. Chưa có khách, mình đến sớm quá. Bây giờ là chỉ vài lần.
rồi ok, coi như là hai đây là người ta trao quả đúng rồi, có chút quan trọng nhất đó. Mày đứng hàng ở đây đi. Đứng xa xa ra tiếp. Đưa chứ. Rồi. Đưa lên đăng tải thôi. Đường này rồi. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi ông ngoại từ bên Việt Nam có đôi lời chào đón cũng như là chia sẻ. Xin mời ông ngoại. Tôi đại diện cho họ nhà trai, lời đầu tiên xin gửi đến quý họ lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt nhất của họ nhà trai chúng tôi. Theo tập tục tiền nhân, chồng con là đầu câu chuyện. Kính thưa quý vị, hôn nhân và gia đình đã được Thiên Chúa thiết lập ngay từ thuở ban đầu, đã được cha mẹ đôi bên sắp xếp có ngày hôm nay. Hai cháu thân mến, các cháu đã thực sự bước vào cuộc sống mới, nhiều an ủi nhưng cũng có nhiều thử thách. Các cháu hãy ghi nhớ và thực hành những lời khuyên tốt đẹp của cha mẹ đôi bên mà làm cho gia đình hạnh phúc. Hãy yêu thương nhau để tình yêu ngày thêm thắm thiết hơn. Hãy hiếu thảo để đền đáp công ơn cha mẹ, biết sống hòa thuận với anh chị em trong gia đình. Sự có mặt đông đảo của hai gia đình và cha bác, quý ông bà, quý khách nói lên lòng thương mến các cháu. Các cháu phải ăn ở làm sao để không phụ lòng tốt ấy. Xin Chúa chúc lành cho hai cháu trong ngày đính hôn được tốt đẹp cùng với hai họ nam tộc và cùng nữ tộc. Xin chúc hai họ bữa tiệc thật ngon. Xin cho chàng pháo thay. Mừng cho hai cháu. Xin cảm ơn những lời phát biểu thật ý nghĩa, cũng như những lời dặn dò về cảm xúc của ông ngoại đang dành cho đôi bạn trẻ Quý và Duyên. Và để đáp lại những tâm tình đó, và sau đây xin mời bố của cô dâu là Đặng Trung xin có một số đôi lời nhắn nhủ. Trong tiếng đại diện ở đất khách quê người, tất cả mọi người cũng không được như ý của gia đình, tất cả chúng mình cũng thông cảm. Và chắc chắn rằng từ khi cháu Duyên khôn lớn bước vào tuổi trưởng thành, chắc chắn cháu cũng thầm mong ước tìm cho mình một người để yêu, một người để thương, và có thể một người cầm tay nhau dẫn dắt suốt quãng cuộc đời này. Qua những buổi gặp gỡ trò chuyện, cháu hương quý nơi ông bà, hai cháu đã cảm thấy hợp ý, hai cháu đã cảm thấy cuộc đời này không thể sống thiếu nhau, và hai cháu đã mạnh dạn chỉ nên đôi bên cha mẹ. Và được sự đồng ý của đôi bên cha mẹ và hai gia đình cũng đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng đã nhận thấy quý vị nhà trai theo tập tục truyền thống của ông bà để lại cũng đã có những lễ vật đang hiện diện trên bàn đây, những lễ vật mang đầy ý nghĩa dân tộc Việt Nam. Như cha cũng đã nói, miếng trầu là đầu câu chuyện. Và cuộc sống gia đình không thể như chồng không thể thiếu cau, và cau cũng không thể thiếu chồng. Để nói nên được cái sự gắn bó mật thiết chặt chẽ của đôi bên trẻ sau này, và cùng với những chai rượu nồng ấm
những gói chè thương lòng nói lên cái sự nồng nàn trong tình yêu của đôi bạn trẻ. Và tiếp theo chúng tôi cũng nhận thấy mầm ngũ quả. Điều này nói lên sự sung túc bốn mùa tràn đầy no ấm, xuân hạ thu đông. Một lần nữa xin thành lời cho họ nhà gái chúng tôi xin đón nhận những lễ vật này để bắt đầu từ ngày hôm nay cháu Mỹ Duyên và cháu Quý chính thức được qua lại đôi bên gia đình tìm hiểu và chắc chắn rằng được sự tác hợp của Thiên Chúa, được sự trợ giúp của đôi bên cha mẹ, hai cháu chắc chắn sẽ nên duyên vợ chồng. Vậy một lần nữa tôi xin được thay lời cho họ nhà gái chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng của quý vị đã dành cho họ nhà gái chúng tôi. Sau cùng chúng tôi xin kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe, luôn luôn được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và trong cuộc sống luôn được bình an, gặp hái được thật nhiều thành công. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin cho một tràng pháo tay. Dạ con xin phép ra dẫn em con ra chào mọi người. Mẹ cô cho ông bà. Dạ ông bà, cô chú và tất cả mọi người ở đây ạ. Xin cảm ơn. Mẹ chú để. Và sau đây xin mời đôi bạn trẻ có đôi lời gì không ạ? Trước khi cha làm phép của anh bây giờ nói rồi. Trời ơi, con chưa có chuẩn bị nhưng mà con dám ông ngoại về Việt Nam nhé. Ông ngoại nghe thấy không? Ông ngoại nghe được không? Ông ngoại cũng nghe được rồi. Thì con cũng đã đi chờ thay mặt cho Duyên cảm ơn gia đình hai bên, đặc biệt bà má Thu và bà má Châu Trung và toàn thể anh chị em đã giúp tôi con tổ chức ngày MV chương trình chương trình đấy đến hôm rất là long trọng. Và nắm chặt trong là được sự diễn viên của tất cả mọi người phía con cảm thấy rất là special, đấy là một ngày rất là đặc biệt, con chân thành cảm ơn. Thank you Bula for coming and thank you Anu for helping me to lead you. Rồi một tràng pháo tay cho người phát biểu của quý vị. Và sau đây là mời tất cả mọi người đứng để cùng lắng nghe của anh. Nhưng anh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân của Ngài đã tuôn đổ đến mỗi người chúng con, đặc biệt là đôi bạn trẻ Phú Quý và Mỹ Duyên trong ngày hôm nay. Cảm tạ Thiên Chúa về tình yêu trong gia đình, tình yêu tha nhân và tình yêu bạn trẻ. Cảm tạ Chúa về những ngày gì Ngài đã dẫn dắt cũng như luôn che chở và nuôi dưỡng chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban cho đôi bạn trẻ luôn khắng khít bên nhau và gia đình hai bên luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, cũng như thánh hóa của ăn mà chúng con đã lãng nhận, sắp sửa lãng nhận cho lòng nhân từ Chúa ban, cũng như ban trả bồ cơ và trả bội hậu cho người đã chuẩn bị của ăn cho chúng con. Và chúng ta cùng nhau cầu nguyện lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cài xa, nước Cha trị nên, y Cha ngày ở dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cha khỏi sự dữ. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi xin chúc mừng Ngài là họ đôi gia đình hai họ rồi đôi bạn trẻ. Cảm ơn Cha. Rồi bây giờ là tiệc bắt đầu rồi. Tí chương trình ca nhạc ấy để em giới thiệu nhá. Ok. Rồi.
nhiều cảnh á, nhiều cảnh á, nhiều cảnh á. Đây sao thế? Nó nói lời gì không? Rồi. Chạy bắt nói. Chạy bắt lại. Cha cha. Rồi 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 rồi. Rồi. Cô dâu chú rể đi mời đi. Đấy còn cô Vi là sao không phải đi chụp cao thế con bé này rồi wow rồi nữ ai cũng đẹp hết wow bây giờ cái món tôm hùm này nữa đang cái gì bên này cái này là sốt sơn với cá, cha đổ lên cá nha. Đổ lên cá hả? Dạ, đổ lên cá. Ok. Diễn lại. Sốt này để đổ lên cá. Đây đổ lên đây. Dưới lên, dưới lên. Đổ lên cá này. Tại vì muốn nấu ngon thì nhưng mà nó không có cái gia vị để mình ăn, nó theo đáp ứng vì em làm được hết và cái cá kia cái là cá trên bột này cá đó là cá đó dạ đó 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 dạ chơi mình uống cái này được bia nha mà lòng lơ ngước thiết tha nhớ nhiều cùng em tình cảm tháng nhiều thấy em như thấy muôn điều ước mơ bỏ công tháng giờ năm chờ trao ngày hồ ngộ bây giờ thấy vui tim anh xúc động buồn người vì em say đắm bên người anh thương cùng em sánh bước trên đường tìm ra cõi mộng tình thương sáng ngời bàn tay xây dựng cuộc đời niềm vui chan chứa cao vời biết bao tình yêu tha thiết đồng mặt dâng trào trải muôn nẻo bước đến vào giấc mơ tuyệt vời đẹp tuyệt bài thơ có nhau ta thấy ước mơ ấp cùng ngày mai hạnh phúc tưng bừng anh và em cùng phục sánh kiêng cuộc đời mặn nặng bình yên đôi ta cùng đến vì bên thánh đường lời kinh tiến pháp trần hương nhân ngày vui mới cho đường ta đi niềm vui dân tận bờ vi đây nguồn hạnh phúc tìm gì đến mau chúng ta ý hợp tâm đầu bước vào cuộc sống mới màu nhung thương tương lai màu đẹp vẫn thương đất này xuống đó chung đường nên thơ hòa vui ước nguyện mong chờ ngày vui bất tận vô bờ bên nhau bình yêu nữ no chim hoa trung thủy hòa màu sống tươi một lòng tuyệt chí yêu thương trao nhau tất cả chung đường ấm êm muốn lên nguồn lên vẫn mãi vững bền nẻo đường mơ ước có tên chúng mình hết toàn hát luôn nhá.
chiều hôm nào tiếng hát dân ca quỳ bên nhau trước ngưỡng tối cao thương yêu nhau chẳng câu thề chung sống còn đời ngồi mãi đây kiếp sống có ngồi đời buồn vui mãi mãi bên nhau cân xin mẹ thương đắt nhiều tình yêu dâng cao tay đan tay nhịp bước đi trong đời xin yêu thương hạnh phúc đến cho người người em anh yêu người anh em mến mẹ ơi trong đêm như chim kia nhịp cánh trên mây nhà đôi tim con hòa khúc hát khí hòa trọn đời yêu nhau dù mà gian khó có mẹ đừng lo mai sau đây gặp lúc xin cho con đừng thầy dễ quên lời bởi thầy hôm xưa cùng người yêu dấu tình yêu tha thiết hãy yêu nhau hạnh phúc đến chân đời xin cho con đừng thầy dễ quên lời lời ca tri ân nhờ mai thương thế chớ thay đời con bằng bờ bờ thì phải
hơn bia nhá. Con xuống
I'm gonna make you mine.
không làm sao.